công vào các vị trí trọng điểm, lan ra nhiều tỉnh thành. Khởi động nó hàng loạt hơn, chứ không phải chờ là khi nào nó có ca rồi mình mới bắt đầu khởi động, nghĩa là mình chủ động hơn. Hàng loạt biện pháp truy vết được áp dụng, chuyển từ phòng ngự sang tấn công COVID-19. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin ở phần trên, sau nửa tháng kể từ ngày 27 tháng 4 cho đến sáng nay, Việt Nam đã ghi nhận 486 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Dịch bệnh đã lan rộng 26 tỉnh thành. Đợt dịch lần này được đánh giá là phức tạp hơn, khó khăn hơn. Những yếu tố sau đây sẽ cho thấy rõ hơn về sự phức tạp của đợt dịch lần này. Sự phức tạp của đợt dịch lần này theo các chuyên gia được thể hiện qua 3 vấn đề. Thứ nhất, sự xuất hiện của các biến chủng khiến dịch lây lan nhanh. Thứ hai, dịch xuất hiện cùng lúc ở nhiều địa phương. Thứ ba, dịch tấn công vào nơi trọng điểm, bệnh viện tuyến cuối. Đầu tiên phải kể đến sự biến chủng của virus đã làm dịch bệnh lây lan nhanh. Virus tại ổ dịch Hà Nam được xác định là biến chủng Anh quốc B117, còn ở Yên Bái và Vĩnh Phúc, ổ dịch này có liên quan đến các chuyên gia Trung Quốc và Ấn Độ. Kết quả giải mã gen cho thấy ổ dịch có chủng virus lưu hành là chủng Ấn Độ B116172. Dịch cùng lúc xuất hiện ở nhiều địa phương. Đợt dịch lần này ghi nhận nhiều tỉnh thành có ca mắc COVID-19 khi chuỗi lây nhiễm từ các ổ dịch. Thứ ba, dịch tấn công vào điểm trọng yếu là bệnh viện tuyến cuối. Hai ổ dịch đáng kể nhất là tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K Hà Nội. Tốc độ lây nhanh với hàng loạt ca mắc. Đặc biệt tại Bệnh viện K Hà Nội được đánh giá phức tạp rất nhiều khi có các bệnh nhân mắc ung thư. Sự lây lan nhanh chóng khi mà F1, F2 trở thành F0 đã cho thấy mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 đợt này. Bộ Y tế xác định hiện có 4 ổ dịch lớn bao gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện K và tại Đà Nẵng và Yên Bái. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với các đợt dịch lần trước đó chính là khả năng tăng công suất xét nghiệm của ngành y tế. Hiện công suất xét nghiệm của Việt Nam đã đạt tốc độ nhanh, tăng 1,7 lần so với thời kỳ cao điểm của đợt dịch Đà Nẵng vào tháng 7 năm ngoái. Kết hợp với công tác khoanh vùng truy vết nên theo nhận định mới nhất vào chiều tối qua của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19, dịch bệnh tại nước ta cơ bản đã được kiểm soát. Như các đồng chí ở Bộ Y tế và các địa phương báo cáo là chúng ta đã khoanh hết được F1. Dự kiến khi mà xét nghiệm lại tiếp toàn bộ thì tới đây có thể sẽ còn có một số ca tiếp tục, nhưng mà không nhiều. Và như vậy anh em báo cáo là cơ bản là chúng ta kiểm soát được. Tôi đề nghị tất cả các tỉnh, như tôi đã nói rất nhiều lần rồi, khi mà có dịch thì rất bình tĩnh, có các giải pháp thực sự cần thiết. Đừng có làm xáo trộn và tác động tiêu cực đến kinh tế hơn mức cần thiết. Mặt khác, khi chưa có dịch hoặc các tỉnh bây giờ còn chưa có dịch thì phải không được lơ là. Tại vì tôi đã nói là mầm bệnh đã có trong cộng đồng và họ di chuyển khắp nơi, giao thông thuận lợi thế này, bất kỳ chỗ nào cũng có thể bùng phát. Trước tình hình diễn biến dịch có nhiều điểm mới, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có những định hướng ứng phó với dịch, chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất. Theo Bộ Y tế, chuyển từ phòng ngự sang tấn công, tức là nếu như trước đây phương pháp của Việt Nam ngay từ đầu là ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị, phương pháp này vẫn đang được tiếp tục áp dụng và đã cho thấy hiệu quả. Tuy nhiên, trong tình hình mới, áp dụng thêm chủ động tấn công, tức là phải phát hiện nhanh, khoanh vùng nhanh, chủ động xét nghiệm, sàng lọc. Chạy đua với thời gian, khoanh vùng, truy vết. Các cán bộ y tế phường xã còn chủ động xác minh những người dân đi từ các tỉnh thành khác về địa phương. Hàng ngày thì mình vẫn tiếp nhận các trường hợp khai báo điện tử tại địa phương. Thì còn các trường hợp mà đi về mà không có thì chúng tôi sẽ xuống dưới khu, ví dụ như là các khu phố người ta gọi lên là dưới là có cái trường hợp người ta về như vậy thì chúng tôi sẽ xuống xác minh. Theo các chuyên gia, khi dịch lan rộng tại nhiều tỉnh thành thì công việc kiểm tra xác minh người dân về cần phải khởi động trong cả nước. Khởi động nó hàng loạt hơn, chứ không phải chờ là khi nào nó có ca rồi mình mới bắt đầu khởi động, nghĩa là mình chủ động hơn cái việc là tìm cái ca ở tại địa phương mình, chứ không phải là chờ người kia báo vô.
Đặc biệt tại các bệnh viện, sự chủ động bảo vệ các thành trì cuối cùng này hiện cũng đang được thực hiện quyết liệt, nâng cao hơn một mức. Bởi các đợt dịch trước đã cho thấy sự thiệt hại về người nghiêm trọng nếu dịch tấn công vào bệnh viện. Bệnh viện là nơi tập trung đông người và từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Chính vì vậy mà ngay lúc này, việc kiểm tra khai báo y tế để kịp thời phát hiện những người dân từ có những nơi nguy cơ là hết sức quan trọng. Và đây chính là những thanh chắn mà kiểm soát được và bảo vệ phía bên trong. Còn tại các khu cách ly, sau khi đã có những lỗ hổng, vấn đề giám sát không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly được đặt ra. Nhiều địa phương đã tiến hành kiểm tra hệ thống camera giám sát của khu cách ly, nhằm đảm bảo khoảng cách và không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Chúng ta phải giãn cách trong cách ly. Cách ly phải đảm bảo cái tiêu chuẩn của cách ly để không lây chéo trong khu vực cách ly. Thứ hai là cái việc mà xét nghiệm định kỳ theo quy định trong quá trình cách ly phải đảm bảo tuyệt đối chuẩn về phương pháp lấy xét nghiệm và kỹ thuật xét nghiệm. Chủ động truy vết, tăng cường xét nghiệm, bảo vệ thành trì bệnh viện. Các công việc đang được ngành y tế triển khai quyết liệt để chặn đợt dịch lần này. Bộ Y tế cũng cho biết để phát hiện nhanh, khoanh vùng nhanh, chủ động tấn công COVID-19, phương thức sẽ chuyển từ xét nghiệm chạy theo sang phương thức tấn công bằng cách chủ động sàng lọc. Tức là trước đây ở các khu vực xuất hiện dịch mới bắt đầu được xét nghiệm sàng lọc, thì nay sẽ chủ động xét nghiệm sàng lọc diện rộng cả ở những vùng chưa có dịch để tầm soát, phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng và chặn dập. Các địa phương tổng rà soát những người nhập cảnh, người tới các cơ sở vui chơi giải trí trong một tháng vừa qua, xét nghiệm bằng hai phương thức là kháng nguyên và kháng thể. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện có trên 300 giường bệnh phải có một phòng xét nghiệm khẳng định real-time PCR. Để chủ động tấn công COVID-19 không chỉ từ các chuyên gia hay là các cơ quan chức năng y tế, vũ khí lợi hại nhất để chủ động tấn công COVID-19 trong đợt dịch này vẫn là sự đồng lòng chống dịch từ chính người dân. Đây là lần thứ hai mình đóng cửa. Thì cái lần thứ nhất là cũng vào thời điểm này năm ngoái, thì khi mình có thể đóng cửa trong vòng 1 tuần, 2 tuần thì mọi chuyện nó sẽ êm xuôi trở lại. Mỗi ngày quán có thể bán cho hàng trăm khách. Dù có thể chuyển sang phục vụ dưới 30 người và chuyển sang hình thức bán mang về theo quy định, nhưng anh Trường quyết định đóng cửa quán tạm một thời gian, dẫu sẽ phải mất một lượng lớn chi phí. Nhân viên không đã hết 10 mấy người rồi, thì cái số lượng khách phục vụ 10 mấy người như vậy thì nó cũng gây cản trở và cũng ảnh hưởng khá nhiều. Nên em quyết định thôi mình đóng cửa luôn để mà tránh là sẽ thành cái nơi có F1 hoặc F0. Thì nếu trở thành những nơi F1, F0 như vậy thì cái vấn đề kinh doanh nó sẽ ảnh hưởng rất là lâu dài và ảnh hưởng về sau nữa. Cũng đã từng đóng cửa một lần, hơn ai hết, chị Lê hiểu rõ những ảnh hưởng đến kinh tế của mình khi phải chịu lỗ tiền mặt bằng, tiền công nhân viên. Vậy nên hiện dù duy trì buôn bán nhưng quán cơm luôn trang bị sát khuẩn và lau dọn vệ sinh thường xuyên. Chị Lê lúc này vừa lo lắng nhưng cũng sẵn sàng tinh thần tạm đóng cửa nếu có quy định mới. Ví dụ như nhà nước á, có quy định là đóng cửa thì mình vẫn phải đóng cửa và tạm dừng kinh doanh. Lỡ mà mình bán, ví dụ hôm nay mình mở bán thì là có gì dính bệnh thì mình cũng mệt. Mình phải vừa lo sức khỏe cho bản thân, lo sức khỏe cho người thân và mọi người xung quanh nữa. Thì mình phải chủ động, mình an toàn phòng chống dịch bệnh là trên hết. An toàn là trên hết, không chỉ an toàn cho mình mà còn cho cộng đồng. Vì vậy những chủ quán này đã không ngại ngần hy sinh lợi ích riêng. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, mỗi một làn sóng dịch là có biết bao nhiêu hàng quán phải đóng cửa. Những dãy phố sôi động trở nên lặng im. Nhưng sự lặng im này hoàn toàn không vô nghĩa. Sự lặng im cần thiết để sớm có ngày sôi động.